Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con đón chào một ngày mới đến. Con muốn cảm ơn ai trong cuộc sống này? Con mở đầu ngày mới bằng cách lắng nghe lời Chúa. Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ. Để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Con nhìn những người xung quanh trong suốt ngày dài như thế nào? Con có hội nhập với những người xa lạ khi họ suy nghĩ không giống con? Xin Cha ban cho con ánh mắt yêu thương của Ngài, để con nhìn thấy mọi người như cách Ngài âu yếm nhìn họ. Lạy Cha, con xin dâng ngày sống lên Cha để cầu nguyện cho việc xóa bỏ án tử hình. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Con dừng lại đôi chút trong buổi chiều hôm nay. Con nghỉ ngơi và lắng nghe lời Đức Thánh Cha Phanxicô giảng dạy. Thật lòng mà nói, trong chính hành trình của Thượng Hội đồng, chúng ta có cho phép mọi người thể hiện bản thân, bước đi trong đức tin dù họ gặp khó khăn trong cuộc sống, và trở thành một phần của đời sống cộng đoàn mà không bị cản trở, từ chối hoặc phán xét không? Những cảm xúc nào đang dâng trào nơi con? Có ai mà con gặp gỡ trong ngày cần đến sự cởi mở và thấu hiểu từ con không? Xin cho con biết dấn thân theo Chúa Giêsu trên con đường của sự chấp nhận, và góp phần tôn trọng cuộc sống của những người bị kết án tử hình. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Con lắng đọng những suy nghĩ và trái tim mình. Con cảm tạ Chúa vì tất cả những điều con đã trải qua và những người đã đến với con hôm nay. Con nghĩ đến một người đặc biệt đã giúp con nhận ra họ tốt như thế nào. Bản thân con muốn hành động trước mặt người khác như thế nào? Liệu con đã đánh giá, chỉ trích hay tôn trọng người khác? Nếu không muốn người khác đánh giá, con sẽ phải tiết chế sự phán xét của chính con. Con được mời gọi để bảo vệ sự sống của anh em mình như cách Chúa bảo vệ tha nhân. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ân sủng, người luôn bảo vệ con trước mặt Chúa Cha,
và con quyết tâm thay đổi trong ngày mai. Kính mừng Maria đầy ơn phước. Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.